Episode xin giới thiệu tới các bạn bộ cầu lông Yonex Nanoray 70DX thế hệ thứ 2 với tông màu chủ đạo là trắng và đen, điểm xích các họa tiết xám đỏ rất nổi bật. Hãy cùng Episode khám phá sản phẩm này nhé! Vợt được sản xuất bởi vật liệu cải tiến, công nghệ hiện đại của hãng Yonex giúp cho cây vợt có độ cứng chắc, độ bền được cải thiện đáng kể so với thế hệ trước. Gen cao su được thiết kế đều, cao cấp giúp cho cây vợt có lực căng tốt, giảm thiểu hiện tượng lún gen. Mặt vợt được thiết kế mỏng hơn với thế hệ trước 5%, do đó giảm đáng kể sức cản của gió, giúp người chơi có những cú đánh nhanh hơn và chính xác hơn, vừa phù hợp với những người chơi có đòn đánh công thủ toàn diện. Với việc trang bị cho 70DX công nghệ không tiên tiến đã giúp cho nó đem lại những cú đập cầu uy lực và âm thanh nghe rất phấn khích. Tuy nhiên, thì khả năng phản tạt vẫn là điểm cộng của cây vợt này khi nó cho những đường cầu bay có độ chính xác cao, đường cầu bay ổn định. Sản phẩm được bán với giá cực kỳ ưu đãi tại Epishop. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ hotline trên màn hình hoặc có thể đến cửa hàng tại địa chỉ số 9/70 ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, subscribe và đón chờ những video tiếp theo của Epishop nhé!